Xin chào các anh chị nha, chào các anh chị quay trở lại kênh review bất động sản. Chúng đang ở trong cái vườn trái cây, nhà vườn rất là nhỏ xinh tại sông Chầu, Trảng Bom, Đồng Nai. Chúng cũng nói luôn là cái nhà vườn này có diện tích là 1.100m², có nhà, có vườn cây ăn trái và đường ô tô vào tận nơi luôn. Đầy đủ tiện ích, điện, nước đầy đủ nha. Giá chủ đang chào cái này chỉ có 800 triệu thôi. Anh chị nào quan tâm thì có thể xem hết video để biết ra thông tin từ hiện trạng nhà vườn cũng như là thông tin về sổ sách pháp lý và vị trí trên Google Maps, đường đi. Và chung kênh review bất động sản chuyên nhận review môi giới nhà đất khu vực Đồng Nai. Anh chị nào có nhà đất cần bán hoặc là nhà vườn thì có thể liên hệ với chung theo số 0937 716 248 để chung hỗ trợ anh chị nhé. Rồi bây giờ mời anh chị vào xem chi tiết video ngày hôm nay nhé. Đỗ Trung, nhà đất Đồng Nai nhận ký gửi review bất động sản. Trước tiên đây là cái đường vào nha anh chị. Đường này, cái phần đường này thì chưa có hiển thị trên trên sổ nhưng mà là đường đi chung rồi. Trong khu này có khoảng 5-6 nhà cùng đi vào cái đường này nha anh chị. Đường đá mi, đường này xe tải hay là xe ô tô đi vào thoải mái. Đây, đi xuống đây còn có 2-3 nhà đi cái đường bê tông này xuống đó. Và cái hướng bên phần vào cái nhà vườn của mình cũng đi, có 2 nhà đi chung. Đây, cái hướng vào vườn của mình là cái đường này. Thì phía dưới cái cổng bên hông đó, đó, cái cổng đó thì đi xuống đó, trong đó còn có 2-3 nhà ở trong đấy nữa nha anh chị. Thì cái phần đất của mình bắt đầu từ đây, từ chỗ cái tường đó kéo dài ra cái cổng nhà bên sát bên kia. Cái này là chủ người ta đang chuẩn bị gắn cổng lên cái cổng sắt này, chủ sẽ gắn cổng lại nhá. Gắn cổng lại cho gọn gàng để anh chị mình dễ hình dung. Cái phần đường phía trước này này rộng khoảng 6m. Phần phía trước này rộng 6m để cho xe tải có thể chạy vào tận nơi được, xe tải hay xe chở đất chở đồ gì vào được hết nhá. Đây mình sẽ đi thẳng vào trong đây. Hai bên thì đều đã được xây tường rào rồi. Xây tường rào hết luôn rồi nhá, anh chị mình yên tâm, không có sợ lấn danh hay là tranh chấp gì. Xung quanh thì có lưới rào rồi xây tường gạch chắc chắn rồi, rất là rộng. Đây là cái phần cổng, cái phần cổng này đậu chắc hết được cũng phải được 5-6 chiếc xe 7 chỗ đấy anh chị. Đây, mình sẽ nhìn từ trên xuống. Cái nhà vườn mình thì nó giật cấp nha anh chị. Đấy, phần đường trên này là cao nhất này. Sau đó là phía dưới này có một cái vườn nhỏ nữa, đất trống và có cái ao phía trước đó. Xa xa kia là cái nhà mình ở dưới cái tán cây cao đó, nhà nhỏ rất là xinh. Một lát nữa thì chúng sẽ lên quay từ trên nhà xuống cho anh chị mình xem này. Đó là toàn bộ cái đường vào phía trước này. Trên vườn thì có cây ăn trái rồi, đủ loại. Đây. Đây là Trung đang ở trên lầu của cái nhà này nha anh chị. Thì cái nhà này là có một trệt và một lầu. Thì Trung đang ở trên lầu, cái nhà này nhỏ thôi. Nhà này chủ xây chắc được nền chắc được khoảng độ 50m² thôi. Nhưng mà trên có lầu và có nhà vệ sinh, có bếp đầy đủ luôn. Và họ bày trí rất là đẹp, tức là có cái ban công này để nhìn phóng ra xa cái view đẹp phía trước này. Phía trước này bên kia là có hồ cá và bên kia là khu trang trại chuối. Trang trại chuối của bên đấy là thuộc Vĩnh Tân nha anh chị, Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu đó. Bên này là sông Chầu, Trảng Bom. Trước của nhà mình là một cái ao này. Cái ao này để ví dụ anh chị có thể cải tạo làm hồ bơi cũng được nha. Hoặc là để thả cá. Do là chủ họ không có thời gian chăm, không có thời gian làm nữa lên giao bán nên cái hồ này người ta để cạn nước và không còn nuôi cá nữa. Đây, bây giờ chúng sẽ đi vào phía trong con nhà nhé. Đây là đang ở ngoài cái hiên này. Có cái hiên này buổi sáng hoặc buổi chiều mình ra đây mình ngồi mình uống cà phê, uống trà, ngắm hoàng hôn xuống rất là đẹp này. Thì đây là cái không gian phòng ngủ nha anh chị. Đây là có không gian phòng ngủ. Nhà này chỉ có một phòng ngủ thôi. Cái không gian phòng ngủ nhưng mà chủ họ làm cửa kính để mình có thể nhìn ra hết ngoài luôn nhá. Do không gian thoáng ấy. Phía bên hông này có một cái cây này, chúng cũng biết cây gì. Thẳng rất là đẹp. Và có rèm luôn, người ta gắn rèm, ví dụ mình không tối mình ngủ mình không muốn bên ngoài thì mình kéo rèm lại. Rất là đẹp này. Bên này thì có cái
này giống như cái tủ để quần áo đây anh chị. Đây, cái tủ để quần áo người ta đóng cửa lại này nha. Có điện đầy đủ rồi nha anh chị. Đây thì rồi, đây là cầu thang đi xuống này, cầu thang hơi dốc xíu thôi. Này họ làm cầu thang hơi dốc, đây là mình đi xuống mình cũng cẩn thận, cái này là cái điểm trừ với nhà, làm cái cầu thang này hơi dốc. Đi thì mình cẩn thận xíu nhá. Bây giờ đi xuống cái phía dưới nhà này. Đây là không gian phía dưới phòng khách và bếp nha anh chị. Đây. Phòng khách. Phòng khách cũng được đóng trần rồi nhá. Bên này là không gian bếp và nhà vệ sinh. Bếp cũng được ốp đá hoa cương, có tủ trên này. Rất là đẹp luôn. Đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh, nhà tắm luôn trong đây luôn nhá. Tương đối là rộng. Dưới bếp này thì người ta cũng để cửa kính như này để tận hưởng cái không gian phía trước này. Phía này thì còn đất trống này, cái này mình sau này mình về mình có thể trồng cây ăn trái hoặc trồng hoa gì cũng được nhá. Bên này thì có một cái gọi là cái trại chăn nuôi, trước đây là họ có nuôi gà. Đó, bên đó để chúng đi ra chung quay cho này. Đây là cái không gian nhà rất là xinh, cái nhà nhỏ thôi nhưng mà cực kỳ xinh. Đây là cái sân trước. Đây. Cái sân trước này rộng chắc được khoảng 2,5 mét. Giống như cái hiên ở trên lầu vừa nãy chung quay đó. Rồi, ra đây là cái vườn cây ăn trái phía bên hông anh chị. Vườn cây ăn trái bên này thì chúng thấy có mít này. Mít mít Thái này anh chị, trái mít rất là dễ thương. Rất là ngon. Mít đu đủ, có bơ này. Cây này cây bơ nhá. Để cóc. Cóc này cũng đang ở trái này, chua lắm anh chị ơi. Nhìn thấy là chúng đã tươi nước miếng rồi này. Cái cóc này, tôi sẽ ngắt cái này luôn. Đó. Cái cóc chấm muối thì chảy hết nước miếng. Đây là cây vú sữa này. Vú sữa cũng đang cho ra trái rồi anh chị. Tức là các loại cây ăn trái ở đây thì đều đã đang độ tuổi cho ra trái rồi. Chủ cũng đã gắn hệ thống pet tưới tự động. Pet tưới tự động hết rồi nha. Yên tâm. Trên này thì có cây xoài. Này, thì xung quanh đất thì người ta cũng đã xây tường rào hết rồi, yên tâm không có sợ lấn danh gì đâu nhá. Này, đây là tường rào hết xung quanh rồi. Đằng sau mình là cái trang trại trồng chuối. Trên vườn người ta tuy vườn nhỏ nhưng mà người ta trồng đủ loại cây ăn trái để cho anh chị mình nhà vườn nhỏ xinh ấy, mình về mình có thể loại nào mình cũng có trái để ăn. Đây là có cây mít này, vừa nãy mít này. Này là chanh này. Ở đây có cây chôm chôm này. Ổi này anh chị. Ổi này, sầu riêng này, cây sầu riêng này, chôm chôm, cây mận này, cây mận này, rồi cái cây này là cây cây này hình như là cây nhỏ nhỏ này là cây cà na thì phải, trái cà na đấy anh chị, biết phải không? Này, có cây này thì chúng không biết tên, cây to này, cây gì cái chúng không biết tên. Này, vườn chủ có gắn cái đèn này, đèn để buổi tối mình bật đèn lên sáng đẹp lắm. Chỗ này thì nó kiểu thoai thoải nha anh chị, thoai thoải dốc ấy, nên là chủ người ta cũng thiết kế theo cái dạng thoai thoải luôn. Người ta làm phía dưới thì người ta làm đường đi lối lại thì người ta đổ bê tông hết rồi này, người ta đổ bê tông làm sân làm đường, trong vườn thì người ta để riêng ra. Cái này thì có giếng sẵn rồi nha anh chị, đây là cái giếng này, đây dưới này là cái giếng khoan nha anh chị, đây là cái ao trước cái này. Ao này thì mình như Trung vừa nói thì mình có thể để nuôi cá hoặc là mình làm hồ bơi. Hồ bơi cũng được luôn anh chị. Cải tạo hồ bơi rất là đẹp. Cái phần dưới này thì hơi trũng nên người ta cũng đã xây dựng giật cấp rồi. Còn đây là cái vườn, cái đường đi ra này, đường đi ra ngoài cổng chính. Trên này thì người ta đã làm này, đổ bê tông hết. Cái này ô tô có thể chạy vào tận nơi được nha anh chị. Ô tô chạy vào tới sân luộc luôn nhá, phải tới đây luôn ấy. Đó, vườn đây thì cây vú sữa cũng cho ra trái rồi, thích lắm. Họ trồng có trái hết rồi. Vú sữa kia có cây na này anh chị. Đây, có cây na nữa này. Những cái loại cây ăn trái ở đây thì đều đã cho ra trái hết rồi. Chủ họ khoảng nửa năm nay là người ta bận công việc, họ không có chăm được, bỏ. Nhưng mà thỉnh thoảng họ vẫn tưới đấy, tức là họ bật công tắc tưới tự động ấy. Đấy. Nên là cây nó vẫn sống, vẫn tốt. Còn cái này mà mình về mình chăm bón phân đều đặn nữa thì trái còn nhiều nữa này. Trái mít rất là đẹp luôn này.
Ôi, của trái mít này là mít Malaysia này, trái mít này to hết cỡ khoảng 30 kg nhá, cái này còn rất là non, rất là dài này. Đất của mình thì dài ra tuốt ngoài kia kìa. Đây, ra tới chỗ chiếc xe đậu ngoài kia nhá, chiếc xe đậu ngoài đó. Đây, cái không gian này là dài ra tới đường nó luôn, đường ô tô mình vào đây luôn, thì mình có thể trồng cây ăn trái từ đó vào đây luôn này. Trồng cây ăn trái vào đây luôn. Khoảng đất này rất là rộng. Trên sổ thì là 1.000 mét nhưng mà thực tế nó phải hơn nhá. Thực tế hơn 1.000 mét anh chị ạ. Mà có nhà, có điện nước, có vườn cây ăn trái, giá chỉ có 800, 800 rưỡi thôi. Tức là họ chủ giao 800 rưỡi nhưng mà theo chung thì chờ thương lượng 800 là người ta cũng bán, người ta đang rất là kẹt. Đang rất là kẹt và không có thời gian chăm ấy, bỏ thì phí, để một thời gian nữa mà không chăm là cây cối nó chết mất thì rất là uổng nha anh chị mình. Người ta cũng biết vậy nên người ta cần tìm chủ sớm nếu mà ai thích ấy, thích cái mô hình nhà vườn mà vừa vừa nhỏ nhỏ xinh xinh như này này thì có thể cân nhắc tham khảo cái vườn này nhá. Đây bây giờ chúng đi xuống đằng sau có một cái vườn, có một cái trang trại nhà trước người ta có nuôi gà đấy anh chị, nuôi gà hoặc là gọi là để chăn nuôi đấy. Đây cái đường đi xuống không này, đường này chủ có làm bậc thang để đi xuống ao này, cái hồ phía trước đó rất là xinh, cái hồ xinh chưa, làm như cái ao cá đấy phía trước nhà luôn. Đây cái khoảng này trống này mình có thể trồng hoa, hoặc là trồng rau đều được nhá, người ta vẫn để trống là chưa có làm gì. Đây chúng lại quay ngược lên trên cái nhà này đó, đây là cái nhà này. Nhà họ làm kiểu dạng nhà sàn, khu này đá đó, phía dưới gầm này. Đây, bên này là cái chuồng chuồng trại chăn nuôi này. Đây, chủ làm lồng, làm bố trí hết rào hết trên rồi, nuôi gà vào đây thì tuyệt vời được luôn. Đây này, nguyên cái khu này phải rộng khoảng 200 mét nữa. Chủ đã làm gắn lưới rào lồng lại, chuồng rất là chắc cú rồi. Nuôi gà, gà sạch là đẹp, tuyệt vời luôn. Nuôi gà hoặc là nuôi heo đều được, nuôi heo rừng đấy anh chị, nuôi heo rừng mình làm mình nhốt nó vào lại xong là mình cho nó ăn ăn rau cỏ đấy. Nguyên cái góc nhà nhìn rất là đẹp như Đà Lạt ấy, view này nhìn xuống như Đà Lạt ấy, rất là thư thái nha anh chị mình. Cái giá này thì cực kỳ là rẻ luôn, thì nó cũng có lý do của nó đấy anh chị. Ví dụ bình thường mà mua một cái căn nhà vườn nhỏ xinh như này mà giá thị trường ấy thì phải tầm 2 tỷ một sào, mà lại có nhà, có ao, có cây ăn trái đầy đủ như này thì lại phải tầm 2 tỷ. Nhưng mà cái này thì lại chỉ có 800, 800 rưỡi thôi, thì có lý do của nó nhá. Thì anh chị cứ xem hết video thì cuối video chúng sẽ cho biết tại sao người ta lại bán cái giá này. Đây chúng sẽ bay flycam từ lên cao xíu để anh chị mình nhìn thấy cái nhà nhá. Cái nhà nhỏ thôi, nằm ẩn dưới cái tán cây rất là mát nha anh chị. Nhà nhỏ xinh. Phía sau mình thì là một cái nông trại chuối, chuối cấy mô đấy. Phía sau kìa. Là cái chuối cấy mô. Cái nhà vườn này rất là nhỏ, xinh xắn, phù hợp với anh chị là muốn mua mà để về làm nhà nghỉ cuối tuần ấy. Về đây nghỉ dưỡng mát mẻ tại vì nó ở trên một cái triền đồi nhìn xuống cái khoảng không rất là rộng, mát mẻ, thoáng đãng. Từ đây mà đi lên Biên Hòa có 22 cây, rất là gần nha anh chị. Nhà này có sổ riêng rồi nha anh chị, đây là cái sổ này. Đây, cái phần sổ của mình đây, sổ đất trồng cây lâu năm nha. Trên diện tích trên sổ là 1013 mét vuông. Thì anh chị cũng biết là tại sao người ta đầu tư kiên cố xây nhà như vậy mà lại cái giá rẻ như thế. Là tại vì cái phần đây phía trước này này, có phần đường dây điện đi ngang qua đất của mình. Đi ngang qua đất mất 400 mét, phần diện tích sử dụng còn lại là khoảng 700 mét. Cái phần đất đường dây điện đi ngang qua thì là cái cổng phía trước nha. Nó hạn chế phần diện tích sử dụng của mình.
phần dây điện đi qua đất thì người ta đã ghi rõ trên sổ rồi, nhà nước không có thu hồi đất nha anh chị. Cái phần này thì chỉ có hạn chế sử dụng là mình không có được làm nhà dưới đường dây điện, không trồng các loại cây cây cao, ví dụ như sầu riêng là những loại cây cao thì mình sẽ không được trồng, tại vì sát đường dây điện thì sẽ ảnh hưởng tới an toàn. Đó chính là cái lý do mà sao cái nhà vườn này lại rẻ như vậy. Còn nếu mà không có đường dây điện thì cái nhà vườn này phải tầm 2 tỷ nha anh chị. Thì cái phần diện tích còn lại vẫn còn tương đối lớn, anh chị cứ cân nhắc. Nếu mà thích mua để sử dụng làm nhà vườn thì cái nhà này vẫn mua để sử dụng được nhá. Rồi bây giờ Trung sẽ mời anh chị bây giờ mình xem phần trên vị trí Google Maps, làm thông tin cái trên Google Maps nhá, để anh chị mình ở xa có thể biết được đường đi. Thì Trung đang ngồi ngay trong vị trí cái nhà vườn ngày hôm nay đây. Bây giờ Trung sẽ đo từ đây mà đi ra tới trung tâm thị trấn Trảng Bom nha anh chị mình. Đi ra tới Trảng Bom này. Đây. Đây là ngã tư Trảng Bom, ngã tư cây gáo Trảng Bom nhá. Trung đo ra từ đây. 7,4 cây số, từ đây mà đi ra tới trung tâm của huyện Trảng Bom là 7,4 cây số nhá. Đi xe thì mất khoảng 15 phút thôi, cũng không quá xa. Rồi, Trung sẽ đo từ đây mà đi lên tới Biên Hòa nha anh chị. Lên tới công viên 30 tháng 4, thành phố Biên Hòa đấy. Để anh chị nào ở Biên Hòa về đây thì mua thì biết đường mình đi nha. Đây, công viên 30 tháng 4 là đầu đường Nguyễn Ái Quốc luôn anh chị. Ok, từ đây lên công viên 30 tháng 4 chỉ có 22 cây thôi. Cũng rất là gần, đi mất có khoảng 38-40 phút này. Rồi, Trung sẽ đo tiếp một cái điểm ở thành phố Thủ Đức. Là công viên văn hóa Suối Tiên nhá. Công viên văn hóa Suối Tiên, anh chị nào mà trong trung tâm Hồ Chí Minh thì có thể kiếm vị trí, đo thêm vị trí đi ra tới công viên này rồi là cộng xuống, là biết đường xuống đây nhá. Đây, công viên văn hóa Suối Tiên đây. Chúng sẽ để bên này đường. Ok. 35 cây số, đi từ đây lên công viên văn hóa Suối Tiên là 35 cây số, đi tầm khoảng chưa tới một tiếng nha anh chị mình. Rồi, anh chị nào mà quan tâm thì có thể inbox qua Zalo, Trung gửi vị trí để mình đi nhá. Trên đây Trung đã review chi tiết vị trí cũng như là thông tin sổ sách pháp lý của lô đất này. Lô đất này chủ bán giá 800 triệu là bao sang tên sang sổ cho mình nhá. Đất thuộc ấp 6 sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Nhà vườn nhỏ xinh, phù hợp với anh chị có tầm tài chính dưới 1 tỷ có thể mua để sở hữu nhà vườn được, không quá xa trung tâm thành phố. Anh chị nào quan tâm tới bất động sản này gọi cho Trung theo số 0937716248, hoặc có nhà đất cần bán thì cũng nhắn qua Zalo, Trung sẽ hỗ trợ anh chị mình nhé. Từ đây Trung sẽ xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Hãy ủng hộ Trung và kênh một like, một đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé.